Trồng mít thì mình phải để cho trái mít vô lậu nha các bạn. Vô cỡ loại nhất, loại nhì rồi bán mới có giá ha. Chứ mà mình mà bán mít chợ với mít ba đồ là không có giá nha. Bà con ráng chăm sóc cái vườn của mình để cho đạt mít vô lậu hết nha, mới bán mới có tiền nha các bạn. Chứ cũng nhiều anh em trồng mít mà hỏi sao mà bán lỗ không à, mình bán là có lời, có tiền. Thì là do cái kỹ thuật của mình thôi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn bà con ơi. Mít gì mà muối hết lằn muối luôn. Đám này nếu mà tình hình vậy là bữa nay là cũng nhiều lắm các bạn, bán quá trời luôn kìa. Nay là mình cắt được cử này cử thứ ba rồi nha các bạn, mà còn cỡ hai cử nữa mình mới mới hết vườn nha. Cậu trái này mê luôn nè. Này là kem gì thôi. Chưa. Rộng lại từng nữa nha các bạn. Còn giờ đâu chờ Chờ cái tiền điện hả? thoại của mình. Thôi đừng nói quay tiếp kìa. Ừ. Này là cái clip này là hổm mình ăn nhiều nhất nè nha các bạn. Ăn nhiều Sao nhất không hả? coi vậy ta, tôi mở Ừ. ra lại Coi vậy cái gì mà hả? coi trời. Ừ. Đâu 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 Coi đâu. cái thứ dữ mà Ừ. coi gì mà Tao coi. mít người ta mít dữ mà coi gì? Coi cái gì mà coi. Vậy chứ Ừ. chú các Ừ. lính nó Ừ. mở không chưa coi lại cái cắt liền hả? Coi cái gì mà coi? Quá dữ luôn. Quá dữ luôn bà con ơi, quá trái trên quá trời bự. Trên đầu còn nữa. Dạ, đâu có Ông già không đâu. nhắc cũng thấy luôn. Chưa già đâu. Ừ. Sư phụ cái ổng nói ngô không đường thính kinh còn xa má, mười mấy ký đó nha, hết hoàn lần trái mít luôn. Trời ơi trời, bà ôm không nổi luôn trời. Nay đi mướn chân dài đi theo cái lụm mít nha các bạn. Hôm nay Thanh Cao đi mướn chân dài theo lụm mít nha, Rồi. quá đã luôn. Tôi hết mới gọi lần cái gì hết lần đâu. lụm anh em ơi. Còn ngu về nữa, ăn muốn hết rồi. Đây là trái mít 10 kg nha các bạn. Đó, của vườn mít Thanh Cao hôm nay là 10 ngày Da là đẹp cắt lắm nữa. nha anh em. Quá trời đẹp luôn. Rồi cắt Đây ngang đây đó đây coi. nha. Quá đẹp luôn bà con ơi. Tôi bỏ cái đây luôn coi, làm Ừ. gì không dám thích bỏ ở đây hả? Sao Không vừa không không. qua qua nói hổm nói hay lắm mà tôi cắt cho tới đâu tôi gom vô đến giữa tới đó bữa Hư nay rồi, vậy chết đó, nè. hư rồi. Cắt luôn đi. Quên không nhắc tôi chết rồi cũng mực. Tôi xách tôi bỏ ngay ở giữa. Hôm qua kia là hợp đồng nữa ha, cắt xong rồi tôi xách tôi bỏ ngay ở giữa. Ừ, uống nhậu chung nói Ừ. vậy đó, bữa nay cũng nghỉ nhậu cái đó nói khác. Ừ. Nói không dài hả? Đúng không già hơn không? Dạ. Để già cắt. Ừ. Tại cái bọc này mình xám xám nhìn khó thấy. Cây này hết luôn rồi nghe anh em. Hết luôn rồi đó, 5 trái cây đó, hôm nay ăn 5 trái á. Đó cực nghe anh Quá em. đẹp luôn. Làm luôn dọn vườn luôn nè. Để cho mít nữ để quên nè. Dọn vườn luôn nè nghe. Khủng long nha các bạn. Để cho giữa cắt luôn. Ừ. Hàng khủng long nha. Chết rồi, hẳn từ xử lý thuốc cho nó khô rồi. Nè, thấy mê không các bạn? Làm luôn. Nhẹ cây luôn, dọn vườn luôn bà con ơi, chuẩn bị làm vụ mới nữa bà con ơi. Mai cái thà cho mít đi không nổi luôn nè. Ừ. Đó, nay mình phải mướn lực sĩ đi theo để xách mít của Thanh Cao nè. Mai cái thà cho mít đi không nổi thiệt luôn. Mít. Hôm nay mình cắt mít mình phải mướn lực sĩ đi theo sách nha các bạn. Trái là 15 kg, 15 kg vậy đó.
quá đẹp, quá đẹp luôn. Nay vậy là phải kiếm trên 500 kg, quá phê, quá phê, trên 500 kg nha các bạn. Hết hồn trái mít, trái nào ra trái đó. Trái này là phải 12 kg nha các bạn, 12 kg, quá đẹp. Ông thử ngắm nói vậy nè, mít nó có già đâu mà đi cắt. Không có dài một năm trời mới đi được. Quá dữ luôn. Để ông cò già chín rụt mẹ luôn rồi. Giỏi đó. Cắt xong rồi xách ra vậy là giỏi đó. Nhậu anh xui chứ không có nhậu cái gì xui hả? Không. Ta bữa nào rủ chị xui nhậu. Ủa bà đi bán muối hả? Rồi mà có xui rồi bả mới đi bán muối hay vậy? Bả bệnh gì? Trái này là 9 kg nha các bạn. Nay là mít nhì với mít nhất nhiều lắm á. Hơi yếu màu chút. Yếu rồi. Gãy là yếu. Rồi mình phải mượn ông anh để leo lên hái trái mít nha các bạn. Khỏi suy nghĩ đi. Do trái mít này nó bự quá. Nằm trên cao nữa. Quá đẹp anh em ơi. Lằn trái mít luôn, tròn quay luôn. Tròn như trái banh luôn. Quá trời, hết cỡ. Hết cỡ luôn. Cái này bị thiếu kali. Vô lụm luôn. Bỏ tại vườn hả? Đây đi. Cái này sẽ cứng dao quá. Sơ đen. Hai trái sơ đen nha các bạn. Nãy giờ là bị hai trái. Quá trời cứng dao. Cái này chưa qua lấy cái này mới nhiều không? Ừ. Trái này bự lắm á, 9 kg. Cái con giá rồi đó nha, cho nó sung luôn. Có chưa? Rung tay hả? 32 à.
Được rồi, giá được rồi. Chợ 7. Dạ. Rồi thì cũng ăn chợ 6 thì cái nó đạp ra miếng nặng ra ngoài lợi cái lại đó. Giá thôi được rồi. Trái này không coi, ông đi. Không được. Không được hả? Không sao, tưởng đầu sau. Lấm kem nhỉ. Quá đã, quá đã. Dưới cái bọc nó xám xám này khó nhìn. Ừ. Mở cái bọc nhìn ra cho chắc ăn chứ còn cái bọc khó nhìn lắm. Trên 7 ký không? Không được đâu. Không, trái này hơn à. Tròn mà. Mà mình cắt mít mình đem cái cân thì mình hạo luôn nha anh em. Hơn 7 ký. Để chút tôi bỏ lên cân tôi biết. Được, cái này ông 7 ký tôi chịu gì cũng chịu. Ông mà ông cân cái này qua 7 ký tôi bao ông nhậu đúng năm trời ông muốn ăn gì mua đấy. Đâu, lên tay. Nó nhẹ nhẹ nhẹ. Nó quá nặng hả? Cho nó mới bọc đây á. Mới bọc đây à. Mới bọc này chuyện tháng. Hàng khủng anh em ơi. Khủng long, khủng long. Mười mấy ký. Hết lằn cái mít luôn. Trồng mít mà này cỡ này không à, xóa đói giảm nghèo liền. Quá dữ luôn. Này là nhất luôn. Mít là lọt với mít nhất rồi. Ủa, hai trái nó bự vô kìa. Tôi trồng mít nó trái nó bự vậy mà cái vợ tôi hỏi ông làm tối ngày ông mê dùng mít không vậy ông không lo cửa hàng. Thấy mê quá trời mê mà hết hồn là trái mà nó lớn mà quá dữ luôn một múi luôn. Hàng khủng anh em ơi, cái này chuẩn bị muối thôi. Ừ. Để tôi xịt xử lý cái màu rồi đó. Không không túi rồi. Hết hộp cho mít. Tôi xử lý thuốc rồi nó không có thúi. Quá trời cho mít. Được mấy ký. Trái đó phải 11 ký á. Cứ trồng mít mà cỡ mười mấy ký không à, mấy ngon nha các bạn. Đâu quá chữ luôn. À mình tốn công chăm sóc nhưng mà nó đạt năng sức. Quá trời cái này đẹp anh em ơi. Hết lằn luôn. Hôm nay là vườn mít của Thanh Cao là mít lớn nhiều lắm đó nha. Toàn bộ là mít lớn không nghe các bạn. Để coi ông anh ông nó xách cái mít đi nè. Rồi. Xách quăng quăng tay luôn nè. Hai trái nè. Hết lằn luôn.
ba trái này là vài bữa là lụm hết luôn, vừa đặt sau đi, còn hai dao nữa là sạch vườn nha các bạn. Mình đang dọn vườn, đang cho sạch sẽ cỏ rồi, đang mình làm tiếp vụ mới nha. Lụm trên 9 kg luôn. Cái này 8 kg à, 8 kg, 8 kg mấy à. Chết nữa rồi. Đủ má nó chặt tay bọc. Đổ cát rồi. Trái đó chậu thấy mẹ luôn. Chậu thấy mẹ luôn, dính trưởng. Ở dưới góc đó. Ông này ông chắc cũng nhớ chị Xu hoài á. Hai trái này quá trời mau lớn rồi. Muối dữ luôn. Quá trời muối. Cắt cây cho sạch cây luôn. Đâm chồi mới bán tiếp luôn. U nặng quá trời, u nặng cái mít, u nặng. Mấy cơm lỏng lấy á. Hết hồng cái cơm luôn. Y như mít gục đỏ luôn. Nè hàng khủng nè. Hàng khủng rộng hôm nay nè. Con trái này nè. Chưa để tôi lấy cái điện thoại tôi coi. Rồi. Đây là hàng khủng long nha các bạn. Trái này là 10 mấy kg mà nó tròn rất là đẹp nha. Để mình cắt mình quay cái cơm này già luôn rồi. Vừa tầm tới. Vừa tầm tới. Có cục đỏ nữa hả? Có cục đỏ nữa. Trái đó hôm nay cắt cái non mẹ rồi phải không? Vậy mà mới vừa già. Trái bên đây có được rồi. Mít ruột đỏ luôn. Trái mít gì mà đỏ thấy sợ đỏ luôn nè. Cái trái u nặng xấu vậy mà sao màu đẹp ta. Quá trời đỏ luôn.
Dạ không biết đường coi luôn nha. Ừ. À, ông ấy thì rộng lại vài bữa đi. Rộng đi. Cho chắc ăn. Chứ trái đó mười mấy ký lần. Cái này rửa lại xuống dưới hả? Ừ. Mười mấy ký. Ừ. Quá trời thằng ông à. Ừ. Bốn trái này nó ngon lành hết. Hai trái này ta ăn lượt á, lượt bọc lượt luôn. Đang lượt á. Thiếu cân chi à? Hả? Dữ dữ không? Lát điện cho ông Thịnh các ơi. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi, mít toàn là mít khủng không các bạn ơi. Là trên 10 ký không à. Không mượn tính ra ông đậu lì nữa ta. Hôm qua điện kêu lấy nước uống, kêu lấy nước uống. Không lấy, lấy gì cũng uống. Clip này mít lớn không à? Thấy chứ thì cá mà không lớn, cá nhỏ nhỏ không à hả? Đỏ anh em ơi, tính kêu xuống bắt cá. Nhắc tay ha. Mình trồng lộ mấy cái mít ruột đỏ ở trong đây nè. Đó, mít ruột đỏ. Mấy trái da xanh nó đâu có đẹp bằng mấy trái này đâu ta. Không bự. Trái nó chín luôn rồi. Có hai trái trước mới bự. Da xanh nha các bạn, mít da xanh nha, mít da xanh là cái ruột nó đỏ dữ lắm. Ừ, nhiều mít ruột đỏ luôn đó. Da xanh cuốn xanh nhưng mà nó vẫn già. Mối ăn nha, mối ăn nó rửa được mà. Ừ, đỏ chập luôn.
da xanh là nó không có bự hơn, nó không nở phải không? Cái không bự. Thêm coi tao thực cái là chứ đó. Rip nè. Rip nghe anh em. Trên 9kg không? Đỏ chặt luôn. 9kg không? Đỏ như mít ruột đỏ luôn à. Ồ, quá à, trời đỏ. Hết lần đỏ luôn. Có hai cái mà không mà con da dữ anh em. Thiếu thiếu kali. Quá à, trời màu. Hồi đó giờ sao mà mình cắt mít làm sao mà không có mít chín luôn ta? Người ta hỏi có mít chín không, ngon ngon bán cho vài trái mà mít thành cao không có mít chín nha. Cắt mít chín ăn tôi ăn tôi chết hay gì? Gần tới rồi. Nhá tôi sợ không? Thấy xuống tới chân rồi mà. Nằm dưới gốc lâu lắm. Nằm dưới gốc lâu dài lắm ba ơi. Nín. Ừ. Để từng sau đi. Nằm dưới gốc lâu dài lắm. Để từng sau đi. Chứ hổm cắt trái dưới gốc nó chắn xác á. Ừ, nằm dưới gốc. Hổm ngày đó đó cắt trái dưới gốc ngay gốc đó luôn. Chắn xác. Tâm này nè. Ủa nằm vậy là nó còn lớn nữa không ta? Không, nó chờ già. Chờ già. Ừ. Già xanh. Chờ tuổi hả? Quá đẹp. Thành ra. Thành ra. Ừ. Nhắm chưa được thì để lại. Rồi ngày nữa. Rất nở lắm rồi. Mình nhất nghe anh em. Ừ. Mình gọng lại 5 bữa nữa anh em ơi. Ừ. Bự lắm anh em ơi, cắt cái này nữa là ổng thôi bú luôn đó. Này là trồng trái bao là vừa luôn á. Trái dưới gốc coi coi nó già chưa. Chưa chưa chưa, để tôi lấy cái điện thoại ra. Mở cho nó ra coi. Rồi. Đây là hai trái mít khủng nha các bạn. Mình cái này hổm 3 trái nha. 3 trái là trái nào cũng vậy hết á, trái nào cũng 10 kg hết á. Hổm mình cắt một trái rồi. Còn hai trái nè. Này là nhất nha. Wow, lên trời màu. Lên màu dữ luôn. Trái nó bị sâu hả? Đây sâu nè. Ừ. Tròn quá, đẹp quá. Ừ. Trái đó, trái đó chút bỏ lại cho người ta đây. Nãy nó mua lò nó xinh. Vô cơm. Má lộn nhỏ tí luôn. Hết hồn trái mít mà ổn. À, cái da sẵn hành với trái mít sâu trên đầu anh bỏ luôn đi đó chứ nặng cái. Sâu à? Ừ, lủng lỗ nhỏ tí. Ừ. Nãy có ông đó mua lò ông xin trái mít.
mấy cái nhỏ gì gai xanh vậy mà nhỏ gì xấu rồi mà muối rất đẹp nha bà con, muối rất đẹp, ăn mấy chai này nó ngọt dữ lắm đó, muối lớn không à, ăn nó ngọt. Qua trời muối hết lần muối. Clip này vậy mà coi về trái bự bự không các bạn, cây nó không bự bằng ta mà sao trái nó bự không à. Không cần cái này vào. Gai xanh mà. Biết đâu. Coi. Thử dao cuối cùng coi. Đã biết dạng với người ta. Trái này mới bọc đây. Cái này mới lớn à? Mới lớn, mới bọc. Mới bọc. Còn lớn dữ lắm. Hai trái này tôi bọc được luôn. Trái này mày ơi. Tôi đi đường kia. Tôi dơi. Hôm nay mình chở mít cho ông anh đi lại chị Nhung căn mít nha các bạn. Mỗi ngày là xạ thủ cắt mít là nam không à, nay bà chị bác cắt luôn. Không khổ quá.